Chú ý, có cướp biển. Hải vực Ấn Độ Dương gần Madagascar, châu Phi. Chú ý, có cướp biển. Tất cả nấp vào khoang thuyền. Tất cả nấp vào khoang thuyền. Nhắc lại, chú ý, có cướp biển. Thi hành biện pháp khẩn cấp. Tất cả thuyền viên nấp vào khoang thuyền. Thi hành biện pháp khẩn cấp. Cảnh báo đỏ. Tất cả thuyền viên nấp vào khoang thuyền. Tất cả mọi người nằm xuống. Jack, tàu hộ vệ Liên Hợp Quốc đâu? Trực thăng cất cánh rồi. 30 phút nữa tới nơi. Tất cả mọi người nấp vào khoang thuyền. Bộ phim Chiến Lang phần 2 do TV2.org thực hiện thuyết mình. Tôi đang chở con tôi. Tôi không thể để nó về mà không tìm được nhà. Đợi cảnh sát đến, chắc các người còn dám dỡ không? Muốn chết thì đừng có cản. Thím, chị dâu, chúng tôi đưa Tiểu Phi về rồi đây. Kính lễ. Nói cho những người mới, lời dặn của trung đội chúng ta là gì? Khiêm tốn.
Tôi tống quân là để đánh trận. Bây giờ đánh trận là cái gì? Ở nhà với vợ con có phải tốt hơn không? Con gái tôi xinh không? Mấy cái thằng này tưởng mình to phát lắm à? Đánh lên hết đi. Đồng chí cảnh sát, hắn có súng. Có súng. Đồng chí giải phóng quần, làm ơn bỏ súng xuống. Đánh giỏi lắm. Sao không dần chết tôi đi? Đợi lúc cậu không có ở đây, xem tôi hành chết họ thế nào. Này, Lãnh Phong, quân nhân sở dĩ được người ta tôn trọng không phải vì hai chữ quân nhân, mà vì trách nhiệm mà quân nhân gánh vác. Dù có chút bỏ quân trang, chức trách vẫn còn, cũng vẫn được người ta tôn trọng. Ba năm sau, vịnh Shematashawa, châu Phi. Nhanh lên! Chào Lãnh Phong, anh hùng của chúng tôi. Cảm ơn đã cứu sống chúng tôi. Chưa mở bước nhé. Không vấn đề. Cảm ơn. Được rồi, hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt, bảo trọng. Ông chủ, một chút đi, đồ tốt lắm. Lần trước dịch bệnh bùng nổ ở thôn Tama, nhờ uống loại thuốc này mà có 4 người sống sót được đấy. Làm ơn. Thôi cảm ơn. Giúp chút đi, anh suy nghĩ chút đi. Ông chủ, sự Trung Quốc đến rồi đây. Đây. Này này, hồi nào anh bạn. Được rồi, cái này ok. Hợp tác vui vẻ. Gặp lại sau. Lên đây! Lên đây! Chào mừng trở lại! Tạm biệt! Cái này tốt cho bố! Bố không cô đơn! 20 đô! Mua một tặng một! Bố nuôi của con, nếu bố nuôi nói cho mẹ biết, mẹ sẽ nghĩ gì? Tịch thu nhá. Bắt đầu.
Bố nuôi. Harry. Bố nuôi. Lãnh Phong. Còn ai nữa? Lên đi. Chết tiệt. Mày nghĩ mày là ai? Nào. Hay. Patrick. Tôi phải đến biên giới chấp hành nhiệm vụ. Đợi khi tôi trở về, hy vọng anh có thể ký vào giấy tờ này. Đơn xin ly hôn. Tại sao vào quân đội? Sau khi vào quân đội hối hận mất 2 năm, không vào quân đội hối hận cả đời. Thật sao? Thật. Uống nào. Uống nữa đi. Đồng chí Long Tiểu Vân, trong lúc chấp hành nhiệm vụ ở biên giới, không may bị tấn công. Ở hiện trường, chúng tôi chỉ phát hiện được viên đạn này. Uống nữa đi. Anh muốn nghe cái gì? Anh muốn nghe cái gì? Uống. Uống nữa đi. Chú thắng rồi. Chú thua hoàn toàn. Cậu theo con tàu này đã hơn 1 năm rồi. Từ Java đến Tolanaro, tôi đã hỏi hầu hết các trưởng lão bộ lạc ở nửa châu Phi này. Chưa ai từng thấy viên đạn của cậu. Tôi nhất định sẽ tìm được, cho dù có phải đi khắp châu Phi. Các đồng bào tổ quốc thân mến, trước tiên tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những đồng bào gặp nạn ở thôn Baika. Tổng thống Kherson, sáng hôm nay, tổ chức vũ trang phi pháp Redskar đã chịu trách nhiệm với vụ tấn công ở Baika. Chúng tôi vô cùng lên án vụ tấn công tàn bạo này. Quê hương của chúng ta đang bị tấn công liên tục, thảm kịch cứ liên tiếp xảy ra. Thế lực khủng bố Redskar mạnh mẽ lan ra như một bệnh dịch.
Chính phủ sẽ không khoanh tay, quân đội nhân dân thề sẽ chiến đấu đến cùng vì Tổ quốc. Ngoài ra, quốc gia đã thiết lập khu vực cách ly bệnh dịch để khống chế bệnh dịch trong phạm vi lớn nhất. Quốc gia đã thiết lập cứu trợ y tế ở mức độ khẩn cấp nhất. Này, người anh em, thiếu 3 tờ nữa. Này, nhẹ tay chút thôi. Mọi người đều là người Trung Quốc. Như vậy có được không? Từ 3 giờ sáng ngày 14 tháng trước, tôi không còn là người Trung Quốc nữa rồi. Thế nào? Vừa xuất ngoại à? Nghe thấy không? Tình thế bây giờ giá chỉ vậy thôi. Từng thấy cái này chưa? Chưa từng thấy. Có người nói nó từng xuất hiện ở đây. Tôi thực sự chưa từng thấy. Ông chủ. Thế nào? Làm điều thuốc nhé. Đừng bắn. Chúng tôi là người tốt. Đừng bắn. Đi. Mới sống thì bỏ súng xuống. Mau. Reska tất thắng. Có biết đang nói chuyện với ai không? Đừng có lừa tao. Mày đen rồi. Reska tất thắng. Đừng. Nhìn kìa. Đừng. Đây là cái quái gì vậy? Đừng. Hắn là con chó của quân chính phủ. Đừng lừa tao. Không, Reska tất thắng.
đại sứ quán Trung Quốc. Đến chỗ đại sứ quán, bọn họ sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta là người Trung Quốc. Này, vậy chúng tôi phải làm sao? Chúng tôi phải làm sao đây? Họ sẽ bảo vệ chúng tôi chứ? Rất khó nói. Đó là đất nước chúng tôi. Tất cả mọi người, theo tôi. Đi! Đi! Mà đi thôi. Không. Bên này. Chậm thôi, không không, chúng tôi là người Trung Quốc. Mà đi đi, tôi đủ. Đi, đi. Đi chết đi, Reska tất thắng. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Hạ vũ khí xuống. Hạ vũ khí xuống. Hạ súng xuống. Hạ súng xuống. Mọi người, dừng lại. Chúng tôi là người Trung Quốc. Chúng tôi là người Trung Quốc. Trung Quốc và châu Phi là bạn bè. Đi, đi nhanh lên. Đi, nhanh lên. Nhanh lên, đi. Patrick. Giúp với.
Hội trưởng, thuyền chiến của các nước khác đã rời khỏi khu vực chiến đấu hết cả rồi, phía trước rất nguy hiểm, chúng ta có vào càng tiếp không? Tiến thể mở nút, hướng thuyền 270. Mở cống. Đại sứ Phạm, vất vả rồi, hải quân cảnh đến rất kịp thời. Tình thế bây giờ ra sao? Đất nước này loạn cả lên rồi. Tính mạng và tài sản của nhân dân bị tổn hại nghiêm trọng. Ngài có thể đưa quân ra bảo vệ họ không? Chưa được Liên Hợp Quốc cho phép. Nhân viên tác chiến của bên tôi sẽ không xuất quân. Từ từ thôi, số 2. Từ từ thôi, lên đi. Đi lên đi, được rồi. Cháu từ đâu đến? Nhóc này không được lên. Nó là con tôi. Nó là con tôi, chúng tôi có vé mà. 3 vé. 79-80-81. 79-80-81. Xin cảm ơn. Chúng ta đi đâu đây? Thưa Thủ tướng, xin hãy nghe tôi. Tôi vô cùng xin lỗi vì những gì đã xảy ra với đất nước của các ông. Nhưng tôi tin là ông không quên sự trợ giúp mà chúng tôi dành cho đất nước ông và tình hữu nghị giữa hai quốc gia chúng ta. Tôi tin là ông hiểu tầm quan trọng của bác sĩ Trần nước tôi đối với châu Phi. Xin hãy phái quân bảo vệ cho sự an toàn của ông ấy. Tôi xin lỗi. Giờ anh chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Thưa Thủ tướng, bác sĩ Trần ở đâu? Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Đi thôi. 12 năm làm việc chăm chỉ. Một trận chiến khiến tất cả mất hết. Đạn này có nguồn gốc thế nào? Tôn đủ, xuống thuyền rồi nó không được lên nữa đâu. Tôn đủ, dừng lại. Xin lỗi, con muốn gặp mẹ, con không muốn đến Trung Quốc. Nhìn bố này, con muốn gặp mẹ con. Tin bố nuôi nhá. Tin bố nuôi, này cậu. Sao anh cũng xuống đây? Có chuyện này tôi phải nói thật với anh. Đạn mà anh mang theo, tôi đã từng thấy. Hoa văn bên trên hình như là ký hiệu của bên võ trang phản chính phủ. Một người bạn làm vũ khí quân sự nói với tôi là giờ họ đã thuê được lính đánh thuê xịn nhất châu Âu. Tôi không biết anh và chúng có ân oán gì, nhưng tôi khuyên anh một câu, đừng tự chui đầu vào chỗ chết. 74 công nhân Trung Quốc vẫn bị kẹt trong nhà máy Trung Hoa ở Tang Khố Gia. Đáng sợ hơn là bác sĩ Trần còn bị kẹt cách đây 55 km, làm nhiệm vụ y khoa ngay sau vòng vây quân đội. Ông ấy là mục tiêu hàng đầu của quân khủng bố. Từ Latino đến San Francisco đã bị ban lệnh cấm cửa hoàn toàn. Không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, chiến sĩ bên tôi không được phép tiến vào khu chiến địa. Lần hành động này vô cùng quan trọng. Chúng ta nhất định phải giúp toàn bộ công nhân Trung Quốc và bác sĩ Trần thoát ra ngoài an toàn. Với tình hình trước mắt, cấm các chiến sĩ thâm nhập vào chiến địa, nhưng để hoàn toàn rút lui, chúng tôi buộc phải có một người đơn độc thi hành nhiệm vụ. Tôi đi, dừng lại, làm gì thế? Nguyên đội viên đội tác chiến đặc chủng Chiến Lang thuộc Giải phóng quân Trung Quốc ở quân khu Đông Nam, lãnh phòng. Mẹ của cậu bé này đang ở nhà máy Trung Hoa đó. Tôi cũng nắm khá rõ vị trí nơi đây. Bố hứa với con, bố sẽ đưa mẹ con trở về. Chúng tôi đã giải quyết cho anh rồi. Thủ tướng Thomas Buangola, hoàng tử Drew, tên quản lý truyền thông chết tiệt. Chúng đều biến mất rồi. Mất tích một cách bí hiểm. Đừng có lãng phí thời gian của tôi với mấy cái thứ vớ vẩn nữa. Bác sĩ Trần ở đâu? Ôi Chúa ơi!
nói cho ông ta nghe những gì ông đã nói với tôi. Bác sĩ Trần đang ở bệnh viện tư nhân Trung Quốc Saint Francis. Tốt lắm. Nghe thấy không? Đó cũng có thể là âm thanh của ông trong tương lai đấy. Thưa ngài, sao chúng ta lại giúp cái lũ ngu ngốc này? Chào mừng đến với châu Phi nhá, các con. Đào, di chuyển đi. Tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được, trận chiến đã chạm tới cảng Sam Salemu rồi. 1.536 đồng bào Trung Quốc đang đợi cứu viện ở đó, đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Quân ta phải nhanh chóng tới đó. Xin lỗi, vì ở khu giao chiến của nước khác, nên lần này anh sẽ hành động và không được hỗ trợ, không có đồng minh, cũng không có vũ khí. Hãy đưa bác sĩ Trần và 47 đồng bào Trung Quốc trở về. Khu cách ly nhiễm bệnh nguy hiểm không vào. Thị trấn Tang Hố Gia, bệnh viện tư nhân Trung Quốc Saint Francis, sếp yêu cầu tôi tìm bác sĩ Trần. Các người không có phản ứng gì cả. Bây giờ, tôi phải thử vận may của mình. Bởi vì tôi có một nhãn lực đặc biệt. Để tôi đoán xem. Bệnh viện Trung Quốc Saint Francis. Anh có phải bác sĩ Trần không? Không, không phải tôi. Anh có phải bác sĩ Trần không? Mày có phải bác sĩ Trần không? Đừng, đừng. Đừng dọa con bé, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Tôi đây. Không. Đừng. Tôi là bác sĩ Trần. Cô là bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần không phải đàn ông nhỉ? Anh muốn gì? Tôi là bác sĩ Trần. Bác sĩ Rachel, đừng. Cô ấy không phải bác sĩ Trần. Cô ấy là một bác sĩ rất giỏi. Cô ấy đã cứu rất nhiều người. Trời ơi, đừng. Bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần, bố ơi. Mày vừa giết bác sĩ Trần. Bố ơi, bác sĩ Trần, đúng không? Thank you.
Bác sĩ Trần, đúng không? Tôi được đại sứ Phan cử đến để cứu ông. Đây là con gái tôi, Pasha. Xin anh hãy bảo vệ nó. Bác sĩ Trần, đi với chúng. Lên xe. Này, sẽ hướng đông. Này, cô làm gì đấy? Anh nghĩ tôi đang làm gì? Tôi đang cứu anh. Để tôi lái. Tránh ra. Chúa ơi! Chúa ơi! Có không sao chứ? Có không sao chứ? Có không sao chứ?
Cô có sao không? Không sao chứ? Không. Không sao. Pasha. 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 Đứng lại. Đứng lại. Các anh muốn đồ ăn. Chúng tôi có đồ ăn. Đây. Chúng tôi có đồ ăn đây. Cháu không sao chứ? Cảm ơn. Là vết thương ở khu cách ly à? Đưa túi cho cô có được không? Tôi nói anh bị thương ở khu cách ly sao? Không sao. Anh đừng cho là tôi phản ứng thái quá. Không có trạng thái tốt nhất. Những người lúc nãy đều bị nhiễm virus Lamana. Người bị nhiễm sẽ nhanh chóng xuất hiện triệu chứng sốt, có ảo giác, lở loét, đổ mồ hôi lạnh. Đây là loại virus mạnh lây chuyển qua tiếp xúc vô cùng hiếm gặp. Trừ khi phát bệnh tới tử vong, dài nhất là 5 tháng, ngắn nhất là 4 tiếng. Hơn nữa tới giờ, vẫn chưa nghiên cứu ra vaccine chữa được loại virus này. Không sao, tôi mua bảo hiểm y tế rồi. Anh đã giết người Trung Quốc. Rắc rối to. Tại sao anh lại giết người Trung Quốc? Sếp, tôi tưởng anh muốn bác sĩ Trần. Chúc mừng anh. Anh đã tìm ra hắn. Khốn kiếp. Tôi cần hắn sống. Con sống. Anh có hiểu hắn quan trọng thế nào với tôi không? Khốn kiếp. Khoan đã. Con bé đó, tao thích nó. Sếp, bộ nhận diện khuôn mặt đã đăng tải đoạn video người đàn ông đánh nhau với vài tên cướp. Hắn tên là Lãnh, thành viên cũ của một đơn vị bộ đội đặc chủng bí mật của Trung Quốc, Chiến Lang. Cả anh em. Nhóm bác sĩ không biên giới đã bị phần tử khủng bố giết hại. Bác sĩ Trần và các nhân viên y tế khác đều đã hy sinh. Đồng chí Lãnh Phong, cậu có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình không? Cậu có dám chắc tận mắt nhìn thấy đám lính đánh thuê sát hại nhân viên y tế và kiều bào của nước ta không? Tôi chắc chắn. Trước khi hy sinh, bác sĩ Trần đã giao con gái ông ấy cho tôi. Một cô bé da đen, tên là Pasha. Còn một y tá nữa. Cô tên là gì? Rachel Prescott Smith. Anh có thể gọi tôi là Rachel. Còn nữa là bác sĩ Rachel, không phải y tá. Lập tức báo cáo tất cả tình hình với đại sứ Phản. Rõ. Thủ trưởng, con trai tôi đâu? Bố nuôi. Mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Tương đu, tương đu. Tìm bố nuôi đi. Giờ chúng ta đang đến nhà máy Hanbon. Tôi đón mẹ con, được chứ? Cảm ơn bố nuôi. Cảm ơn bố. Lãnh Phong, có một tin không hay phải thông báo với cậu. Quân Khăn Đỏ đang phá hủy quốc lộ, đường sắt và các cây cầu quan trọng. 10 phút trước, cây cầu Boguineja từ nhà máy Trung Quốc dẫn đến cầu cảng đã bị đánh bom. Tôi và đại sứ Phản đang dốc hết sức để nghĩ cách, nhưng giờ đành phải dựa vào bản thân cậu thôi. Từ giờ trở đi, nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể đợi cậu 18 tiếng, sau đó chiến hạm phải trở về. Vô cùng xin lỗi,
Tôi phải chịu trách nhiệm với toàn thể kiều bào. Tôi hiểu. Anh muốn đến nhà máy Trung Quốc. Tôi cho rằng chúng ta nên đến lãnh sự quán Mỹ. Ở đó có đội hải quân lục chiến, là nơi an toàn nhất trên thế giới. Đội hải quân lục chiến là bộ đội đặc chủng giỏi nhất thế giới. Sao họ không đến đón cô? Tôi đã thông báo với họ rồi. Người đâu? Cách cô thông báo với họ à? Tôi đã tag tên họ trên Twitter. Chào mừng đến với lãnh sự quán Hoa Kỳ. Rất xin lỗi, chúng tôi đóng cửa. Chết tiệt! Khi tôi đến, chiến hạm các nước đã rút hết rồi. Khi tôi đứng trên cầu cảng nhìn ra mặt biển, giữa vô số cột buồm, tôi nhìn thấy một lá cờ đầy sao và gạch sọc. Dừng xe! Tôi muốn xuống xe! Dừng! Rachel. Đội hải quân lục chiến tới đón cô kìa. Nhà máy Hà Mòi, Trung Quốc. Tôi là người Trung Quốc. Tôi đến tìm Nessa, mẹ của tôi đủ. Nessa! Có ai không? Tôi đến cứu mọi người. Chính đại sứ Phàn bảo tôi đến đây. Anh! Cứu chúng tôi! Tôi có 18 khẩu AK-47S, 30 quả mìn M-79, đủ vũ trang cho một trung đội. Giờ có một khẩu M-1911 đang áp sát chán anh. Anh định cứu chúng tôi thế nào đây? Lãnh! Cậu là Lãnh, đúng không? Nisa, đúng vậy. Con trai tôi sao rồi? Nó an toàn rồi. Nó ổn chứ? Nó ổn. Ơn Chúa! Nó không sao đâu. Mẹ ơi! Con không sao! Ơn Chúa! Con không sao! Mẹ thế nào rồi? Nó ở trên chiến hạm Trung Quốc. Mẹ đã bảo con, đừng có bán phim con heo rồi cơ mà. Qua đây, ở châu Phi không tìm được sủi cảo ngon thế này đâu. Đây là đồ ăn đầu bếp đến từ Trung Quốc, đích thân làm cho các cô đấy. Cảm ơn. Nhìn gì thế? Thấy bao giờ chưa? Đã chơi súng này bao giờ chưa? Con sói này đã bị tôi bắn hạ bằng khẩu súng này. Ai vẽ bản đồ này?
Tôi đã chỉ cho bảo vệ và anh Hà cách làm. Còn mấy chỗ chưa sửa xong. Anh Hà, nào, qua đây. Từ khu A đến khu D, nơi này tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Vì sao không sửa? Sửa ngay đây, anh Hà. Mà lấy bút ghi lại đi. Thế mà anh còn là đội trưởng đội bảo vệ. Nếu lúc thực hiện xảy ra vấn đề gì, thì làm thế nào? Đàn ông nên chơi cái này. Đừng sợ. Từ giờ trở đi sự an toàn của cô sẽ do tôi phụ trách. Lãnh, cảm ơn cậu. Cảm ơn rất nhiều. Không có gì. Cảm ơn. Này nhóc, cái này ngon lắm. Thử đi. Cái con bé này. Không sao, làm gì vậy? Con bé rất đáng yêu mà. Tin tốt đây. Đại sứ Phản gọi điện đến. Nó là 7 giờ sáng mai. Có một chiếc trực thăng cứu hộ của Liên Hợp Quốc sẽ đáp xuống chỗ nhà máy giúp chúng ta sơ tán. Một chiếc. Mọi người chú ý. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người nghe tôi nói. Mọi người trật tự nghe tôi nói. Tất cả người Trung Quốc đứng sang bên này. Chúng tôi chỉ đưa người Trung Quốc đi. Top đầu tiên là các quản lý. Tôi đưa mọi người đi. Hiểu chưa? Tất cả người châu Phi đứng sang bên này. Hiểu chưa? Harry. Không, ông chủ. Làm ơn. Nào, nào. Bắt đầu di chuyển. Di chuyển đi. Còn ai không? Ai? Nào. Sang bên này. Sang bên này. Chuyện gì thế? Vợ tôi có thai rồi. Anh nhìn đi. Còn người Trung Quốc nào không? Còn có người Trung Quốc nào không? Anh Lâm, anh nghe cho rõ đây. Họ đều là công nhân của tôi. Tôi phải đưa đi hết. Đưa thế nào? Nào, đừng dừng lại. Bên này là người châu Phi. Bên này là người Trung Quốc. Vợ tôi đã lấy tôi. Cô ấy chính là người Trung Quốc. Tôi phải đưa cô ấy đi. Đi, đi. Bà... Không sao, bà đứng đây đi. Chỗ này tốt lắm. Nào, cánh đàn ông di chuyển đi. Đứng sang bên này. Các đồng bào châu Phi, nhờ cả vào mọi người đấy. Tin tôi đi. Nào, mau lên một chút. Anh muốn ở bên này sao? Tránh ra kìa, đừng có động vào tôi. Tại sao? Tại sao? Cho tôi một lối đi ở giữa. Tôi mới được nhìn rõ hơn đường ranh giới. Một đường ranh giới. Tôi là người mang máy bay đến. Mọi người hãy nghe tôi nói. Ngày mai mọi người sẽ cùng đi. Phụ nữ trẻ em lên máy bay. Đàn ông đi với tôi. Cả mọi người, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Ông chú, cái túi ở giữa cửa là của ông sao? Cậu cũng không tồi đâu. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, quân đoàn số 14, khu đóng quân Tây Nam, trinh thám của Liên trưởng Hà Kiến Quốc. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đặc chủng tác chiến khu đóng quân Đông Nam, trung đội chiến làng, lãnh phòng, nghiêm. Kính tiểu đội trưởng.
Những người này, một giờ trước, vẫn còn chưa biết có thể sống đến ngày mai hay không. Làm sao có thể vui như thế? Những người bạn da đen này, bất luận có chiến tranh gì, dịch bệnh, nghèo đói, chỉ cần cho họ một ngọn lửa, họ sẽ lập tức như vậy. Châu Phi, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, gái xinh. Cạn, cạn. Tôi không muốn cả cuộc đời sống dưới ánh hào quang của bố tôi. Cô xem như thế này thật tốt biết bao. Có sư tử, có cá sấu, có AK, có khỉ. Có cả âm thanh tiếng lửa của khu vực hòa bình cả đời không được nghe đến. Đó là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Anh có biết vì sao hôm nay Pasha cắn anh không? Bởi vì bố của nó bị chính khẩu AK của anh bắn chết. Nếu như đây là anh, anh có cảm thấy tuyệt diệu không? Trời ơi, mau nhìn đi, một bữa tiệc lớn biết bao. Tôi thật thích nhìn bộ dạng của họ. Hay lắm. Thả tôi ra. Xử tên lính đó đi. Athena, xử tên đó nữa. Đợi đấy. Thả nó ra. Tôi rất thích bộ dạng này của bọn họ. Chết tiệt. Cứu tôi!
Chân tôi bị thương rồi. Cậu sẽ không sao đâu. Chết tiệt. Đi. 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 Đáp đáp. Đi. What are you doing, man? Mày muốn làm gì? Chết tiệt. Chia ra. Đi. Đi. Chết tiệt. Đến đi. Mau đi đi. Pasha. Pasha, cháu ở đâu? Cút ra, con kia. Mau chạy đi. Mày đã không còn là quân nhân nữa rồi. Mày còn liều mạng chiến đấu với cái gì? Một ngày là chiến lang, cả đời là chiến lang. Gấu lớn tiên phong. Athena phong tỏa tất cả lối thoát. Tôi phải xử thằng khốn này.
đội C phát hiện mục tiêu, đang đuổi theo. Sếp, đội B phát hiện mục tiêu ở hướng 12 giờ. Trời ạ, cái bọn kia bắt chúng ta rút lui. Đây là quân của Đỗ Tướng. Tất cả lập tức rút lui. Lập tức rút lui. Bố già, tôi lệnh cho ông cút về đây ngay. Mày, mày làm cái gì ở đây? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Chúng ta không thể giết ngược Trung Quốc. Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng ta đoạt quyền vẫn cần sự ủng hộ thừa nhận của Trung Quốc. Mày là cái đồ chết tiệt. Giết Tư lệnh, truy bắt Pasha. Anh sẽ là chủ đất nước này. Tuân lệnh sếp. Chờ đã, Lãnh Phong. Anh rốt cuộc là ai? Vừa đánh nhau xong, ông làm gì hả? Anh Phạm, chúng ta vốn dĩ rất an toàn. Cậu ta vừa đến, phản quân cũng đến. Các người không cảm thấy kỳ lạ sao? Cậu ấy là bạn của con trai tôi. Cậu ấy đến đón tôi. Trước đây bà từng gặp cậu ấy chưa? Con trai tôi ngày nào cũng nhắc đến cậu ấy. Vậy thì sao? Này, tôi tin anh ấy. Sáng sớm hôm nay anh ấy đã cứu tôi và Pasha ở bệnh viện. Sau đó anh ấy vẫn luôn bảo vệ chúng tôi. Nếu như tôi không hiểu sai, từ lúc cô gặp cậu ta là lúc cậu bạn tiến sĩ Trần của cô chết. Cậu ta vừa xuất hiện là chết người. Còn cậu ta thì chẳng bị làm sao cả. Bạn à, cậu tự mình nói đi. Đừng có cản tôi. Lamala, Lamala, anh ta bị Lamala rồi. Lão Lâm, anh ấy là bạn tôi. Anh ấy vừa cứu mạng tôi. Bọn họ thì sao chứ? Bọn họ thì sao? Tháng trước, trung tâm thông tấn cách đây 10 dặm, một người bị nhiễm Lamala. Cuối cùng cả nơi đó đều chết sạch cả. Tính mạng của tất cả mọi người đấy. Những điều tôi nói không phải vì mạng của mình tôi. Không tin thì cậu hỏi họ xem. Tôi đi. Chờ đã. Các người biết những người bị Lamala đều chết rất nhanh. Tôi hy vọng mọi người mãi mãi nhớ lấy. Người đàn ông sắp chết đây đã cứu mạng mọi người. Xấu hổ thay. Hổ thẹn thay cho tất cả các người.
Lãnh Phong! Lãnh Phong! Lãnh Phong! Lãnh Phong! Anh bắn súng chuẩn thế nào? 50-50. Ở chỗ tôi không có chuyện 50-50. Cậu muốn tôi say để nói thật ra sao? Anh sẽ nói thật chứ? Sẽ nói. Bộ dạng cô uống say trông thế nào? Tôi đợi anh về mời tôi uống rượu. Em không quay về. Anh về rồi. Được vậy mà. Hy vọng lúc anh về, anh có thể ký tên lên tờ giấy này. Bị thương, bị đánh chết rất dễ dàng. Gánh trên vai trách nhiệm và sứ mạng phải tiếp tục sống. Là anh không quay về. Anh không về. Anh không về. Rốt cuộc là ai? Hôm qua đấu với chúng tao. Mẹ mày không nói về mày. Trẻ con thì không được chơi súng sao? Lãnh. Chính là Lãnh. Chính là mình anh ta. Là tôi. Tôi là một quân nhân trước khi đến làm ở đây. Anh xem mấy người khác, bộ dạng giống, có thể bắn súng sao? Được thôi. Anh tỉnh rồi. Tiếc là tiến sĩ Trần không được thấy thứ này. Anh ấy là chuyên gia duy nhất phát hiện ra điều này. Tiến sĩ Trần phát hiện có rất ít cơ thể người có kháng thể Lamala. Trong quá trình anh ấy điều trị cho vô số người bị Lamala, anh ấy vô tình phát hiện ra một người sống sót. Mà người sống sót này là Pasha. Nó không phải con gái của tiến sĩ Trần, là một bệnh nhân của anh ấy. Tiến sĩ Trần thông qua máu của Pasha vừa nghiên cứu chế ra loại vaccine mới. Tối qua vì tình hình khẩn cấp, tôi chỉ có thể ở bên cạnh anh làm những gì tiến sĩ Trần định làm. Nhưng chưa kịp làm thực nghiệm trên người sống thì tôi đã tiêm vaccine của tiến sĩ Trần lên người anh. Nói thật, lúc đó tôi thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. May mắn là Thượng Đế đã đứng về phía chúng ta. Nhân dân quốc gia này chỉ thấy chính phủ bất lực trước việc chữa trị bệnh dịch thì vô cùng thất vọng. Thế nên, ai có được Pasha thì người đó nắm được quyền của quốc gia này dễ dàng. Chẳng trách quân đội chính phủ cứ luôn truy sát các người.
Bố tôi nói con người đã đi khỏi châu Phi từ 100.000 năm trước. Châu Phi là cái nôi của văn minh hiện đại. Nhưng khi nền văn minh loài người đến châu Phi lần nữa, lại mang đến toàn khổ nạn, nô lệ, dịch bệnh và chiến tranh. Người Hàn Quốc, người Ireland, người Slav, người Mỹ. Bên kia là người Trung Quốc. Bọn họ đến từ khắp nơi trên thế giới, là người giống bố tôi vậy. Vì châu Phi, bọn họ đã bỏ ra thanh xuân của mình. Đến cuối cùng, nằm lại mãi trên mảnh đất này. Nó tên gì vậy? Hả? Người anh không quên được. Long Tiểu Vân. Cô ấy thật may mắn. Có một người đàn ông yêu cô ấy như thế. Cô ấy vì sao không trở về? Xin lỗi. Tôi muốn dồn bọn chúng lại để bọn chúng tưởng được an toàn, được chứ? Vùng núi phía đông, phía tây là rừng nhiệt đới. Nếu như anh ta đủ thông minh thì sẽ đợi trực thăng. Tên người Trung Quốc đừng có chết. Chỉ có tôi mới cứu anh được. Tất cả tập hợp. Tất cả chuẩn bị xuất phát. Xuất phát. Đợi ra đường rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho đám nhóc đó. Anh Phạm, đừng có nhắc cái gì nữa. Sao mà ra được? Hơn nữa, anh ra ngoài đó có thể làm gì? Anh biết làm gì chứ? Anh Phạm, bình thường chúng tôi đều nhường anh. Nhưng đánh thật, không ai nhường anh cả. Mày im đi! Anh, chịu được không? Còn tốt hơn trước. Tay của cô là dùng để cứu người, không phải dùng để giết người.
Trận chiến lang này đánh thế nào? Mày không nói về mày, trẻ con không được chơi với súng sao? Mẹ mày không nói về mày là đừng bắt nạt trẻ con sao? Đi đi! Chứng cứ tàn sát kiều dân của chúng ta. Nhận được. Chúng tôi lập tức lấy tất cả tư liệu để đại sứ quán đưa lên. Đã rõ. Ngoài ra, nước bạn đã chính thức đồng ý chi viện cho chúng ta. Trực thăng sắp đến. Chúng tôi đợi anh về nhà. Được. Cô mau lên trực thăng đi. Còn có rất nhiều người cần tôi giúp. Lâm Chí Hùng, phụ nữ trẻ con đều phải lên trực thăng. Ở đây tôi không phải phụ nữ, tôi là bác sĩ. Bàn đến chuyện cứu người thì tôi chuyên nghiệp hơn. Bàn đến chuyện bảo vệ mạng sống tôi còn chuyên nghiệp hơn. Pasha, con chuẩn bị ngồi trực thăng chưa? Anh lấy chiếc bông băng cho tôi đi. Mau lên trực thăng đi. Cô đừng làm khó tôi nữa có được không? Tránh ra một chút. Tránh cái gì mà tránh? Xảy ra chuyện gì thế? Cấp cứu! Cấp cứu! Chúng ta bị tấn công! Đôi máy bay mất điều khiển! Nó còn không thể khống chế được! Đáp xuống đây! Cấp cứu! Cấp cứu! Chuẩn bị đáp xuống!
đi mau. Tao hầm trú ẩn, mau lên. Rachel, tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Rachel, không sao rồi. Mà đi tìm lão Hà. Đứng lên, mau lên. Khốn kiếp, mau vào hầm trú ẩn, nhanh lên. Mau lên, mau, đi. Chuẩn bị. Nổ súng, giết chết nó đi. Nạp đạn. Tôi không ngắm được. Nặng như thế có chết à? Không được là chết cả lũ. Nổ súng. Nào, chơi nào. Hạ xuống 3. Nổ súng. Thank you.
Chúng tìm thấy hầm trú ẩn rồi. Mục tiêu bên trái, nhận được. Nát đạn, hết đạn rồi. Giữ chặt vào. Nổ súng. Thằng khốn. Chết đi. Dẹp cái đồ khốn này đi. Mau lên. Tốt. Xem ra người Trung Quốc không yếu như tao tưởng. Mày bớt nói nhảm đi. Đi. Mau đi. Thank you.
Đừng ra ngoài! Lập tức tìm tín hiệu, xác định vị trí mục tiêu. Báo cáo, vị trí của điện thoại đã được xác định. Báo cáo, mục tiêu đã xác định. Báo cáo, chúng ta nhận được lệnh từ cấp trên. Bắn! Thank you.
Giờ là món nợ cá nhân. Long Tiểu Vân. Đó là người phụ nữ của mày. Rất đẹp đấy. Nợ máu. Trả máu. Nhìn họ đi. Đúng rồi đấy, mày sẽ chết vì những bọn người này. Ta được sinh ra là vì họ. Cả thế giới này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Loại dân tộc yếu kém như các người thì mãi mãi là kẻ yếu. Hãy làm quen với điều đó đi. Mày buộc phải làm quen với nó. Anh tỉnh lại rồi.
Phía trước là khu giao chiến, chúng ta không thể qua được. Hướng bao giờ có một đội xe không rõ ràng. Anh, đưa em cờ tổ quốc. Lái xe. Là người Trung Quốc, dừng bắn. Là người Trung Quốc. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, khi bạn gặp nguy hiểm ở nước ngoài, đừng từ bỏ. Hãy nhớ, ở đằng sau bạn có một tổ quốc lớn mạnh. Lãnh Phong, chỉ huy, tôi thấy anh vẫn đang tận hưởng cuộc sống. Chưa có kế hoạch muốn quay lại đơn vị à? Thưa sếp, tôi đi chuyến bay đầu tiên khởi hành vào thứ ba lúc 14:45. Về đến nơi vào lúc 9 giờ ngày thứ sáu. Tôi sẽ báo cáo ngay khi về tới, thưa sếp. Có điều tôi cần cho anh biết.
Chiến Lang phần 3. Yeah. 放电超远枪，又要爆炸了。